trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Vâng, và chào bác quay trở lại kênh YouTube Bồ Radio. Hôm nay trở lại kênh của em thì có về thêm một vài bộ loa sao ba để phục vụ các bác. Trong thời gian trước đây em từng về 5 bộ rồi. Hôm nay thì em về thêm được 5 bộ nữa. Và hôm trước thì em có quay video cho các bác cũng bán khá là nhanh, bán khoảng tầm 1 ngày là đã bán hết 5 bộ rồi. Có rất là nhiều bác hỏi em thì hôm nay em về thêm được 5 bộ nữa, loa sao ba Calip có tên là R4B sao ba các bác nhá. Đây là một bộ loa rất là gọn và khá là rẻ. Có những đặc điểm và ưu việt như sau thì các bác có thể yên tâm, đây là hàng mới và có giá là 55 triệu. Thì ở Việt Nam đang bán ở đó khoảng tầm 8 triệu 7 đến 9 triệu một chút. Thì các bác rằng đây là một bộ sao ba mà rất là tiện cho các bác sử dụng những căn phòng mà phòng khoảng tầm 25-30m2. Các bác muốn gọn, nhẹ, tiện và có cả âm súp, cả bát, cả súp bát và cả đường chép tốt thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt. Hàng về thì cực kỳ mới các bác nhá, kỳ mới hàng mới 100%. Nguyên thùng và có kèm cam khiển đúng không nhá, khiển riêng như này đây. Khiển thì các bác cũng có thể là chỉnh đèn rồi chỉnh các chế độ đầu vào hay là đường súp USB digital analog. Nói chung là rất là tiện để các bác cũng có thể sử dụng. Cái điều thứ hai là gì? Là hai cái đường sao ba, thanh sao ba và loa súp thì đều kết nối với nhau bằng không dây, tức là bằng Bluetooth. Các bác có thể treo thoải mái cái thanh sao ba kia lên. Đây, các bác có thể treo thoải mái cái thanh sao ba này lên và các bác có thể để tùy chỉnh cái vị trí loa súp trong nhà mình, đặt ở vị trí nào cho nó vừa phù hợp với đôi tai của mình và có thể là tiện lợi xem phim. Ở hai bên thanh sao ba này được bố trí là mỗi bên hai loa nhé, tức là bốn loa hai bên. Thì rất là tuyệt vời để các bác có thể vừa nghe nhạc vừa xem phim. Có rất nhiều chế độ cho xem phim. Ở trong cái đường khiển đây có chế độ surround để xem phim. Đấy, hàng mới nguyên hộp. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh hơn cho các bác quan sát rõ hơn. Đối với lại sao ba thì Calip là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Do đó là về chất âm của nó khi nghe nhạc cũng rất là hay các bác nhá. Rất hay và rất là dễ chịu. Đấy, thì chúng ta có gì? Phụ kiện thì chúng ta có là một chiếc khiển này, một cặp dây nguồn này, hộp nguyên hộp như thế này, hộp mới tinh các nhá. Khiển dây nguồn zin luôn. Đấy. Ở đây có một cái đường súp. Đường súp này sẽ lật cho các bác xem luôn này. Súp của này thì có đường kính bát khoảng tầm 17 cm các bác, khoảng 17 cm. Đấy. Chúng là rất hợp phòng ở chung cư. Phòng khoảng đấy này. Gân cao su. Đấy. Sau đó rất là bền và rất là chắc chắn. Đập rất là chắc, căng. Đây, gân cao su các nhá. Kết nối không dây luôn, cắm điện là kết nối luôn, không cần phải mất nhiều công sức để phải nối dây với nhau. Một số dòng sao ba mà bắt đầu thấp thì cái kết nối của nó thì hầu hết là phải sử dụng dây. Đấy, thì bây giờ các bác yên tâm là cái sao ba này các bác có thể sử dụng đặt tùy ý trong văn phòng của mình, cũng vừa có thể treo được, vừa có thể không phải dùng dây dợ gì cả, chỉ cần cắm nguồn cho nó thôi. Đấy. Ngoài ra thì con này có rất là đều nhiều kết nối ấy. Em sẽ đặt cho bác xem luôn. Chúng ta có Bluetooth này, có USB này và có đường analog này, các bác có thể nối đầu CD vào đây. Nếu bác nào thích chơi CD có thể nối đầu CD vào đây. Hoặc là USB, Bluetooth nữa. Ở bên hông này, hông này các bác nhìn thấy có hai cái đường đinh như này để các bác có thể đóng đinh ở tường và bác treo lên, treo cao lên. Đấy, rất là tiện nhá. Bốn loa luôn. Optical là TV nữa. Đấy. Thì nói chung là hàng về không có nhiều, bác nào nhanh tay thì liên hệ sớm em có số 0964801493 nhé. Một bộ mới tinh như thế này có mức giá là 5 triệu nhé, 5 triệu đồng thôi. Rất là rẻ đấy ạ, không phải lúc nào cũng có hàng như thế này để mua đâu. Đó, ngay bây giờ sẽ mời các bác thưởng thức cái chất âm của bộ sao ba Calip R4B. Đầy đủ chức năng như là USB này, rồi line in, rồi Bluetooth. Đấy, thì cực kỳ hợp lý với mức giá chỉ có 5 triệu. Mà các bác có thể vừa sắm cho căn phòng ở nhà mình và cũng có thể vừa nghe nhạc xem phim được luôn. Ok, bây giờ sẽ mời các bác nghe nhạc nhé. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, nhớ mắt mùa thiết tha một chiều sau. Nhớ chẳng mời em tình đầu, anh giờ đang ở nơi nào?
dưới mưa. Từng chiều mình lang thang mà giờ đây anh đang trốn nào, biết chẳng em buồn. Từng chiều lang thang trên phố dài vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, góc cho lần cuối tình mình sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tìm đâu môi hôn đã xa, đã trao hôm nào. Mưa buồn như xóa đi bước chân mình qua nơi này, tiếng mưa rơi quặn thắt như vô tình, làm sao để ngừng nhớ. Từng chiều lang thang trên phố dài vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tìm đâu môi hôn đã xa, trái